Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Mỹ. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 25 ngày 23 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Nhật Bản sẽ tiếp đón tuyển Mỹ trên sân nhà và theo mức kèo của nhà cái đưa ra ở trận đấu này thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo phải tăng 0,25 và tăng nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do chủ nhà Nhật Bản sẽ chấp tuyển Mỹ và cũng có mức kèo phụ khác là tuyển Mỹ sẽ chấp ngược lời chủ nhà Nhật Bản, tuy nhiên thì bàn thắng của tuyển Mỹ nó sẽ cao hơn đôi chút. Mức tài xỉu chỗ này là 2,25, hai trái và 2,5, tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trước đây thì Nhật Bản và tuyển Mỹ có một lần gặp nhau và lần gặp nhau đó thì Nhật Bản đã để thất bại trước tuyển Mỹ với tỷ số là 2-3. Năm trận thi đấu gần nhất của Nhật Bản, Nhật Bản thắng 3, hòa 1 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của tuyển Mỹ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà Nhật Bản đồng banh ở trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực thì Nhật Bản họ cũng không thua kém như tuyển Mỹ đâu, thậm chí là nhỉnh hơn đôi chút nữa. Thứ hai, trận đấu này Nhật Bản có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba thì ưu tiên chọn mức kèo đồng, nếu như mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn của Nhật Bản, chúng ta cũng không thua kèo. Và xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì mặc dù là cái thành tích đối đầu trước đây thì Mỹ đã thắng ở cái trận duy nhất hai đội gặp nhau, tuy nhiên thì đó là câu chuyện của quá khứ rồi. Ở thời hiện tại thì Nhật Bản đang có lực lượng rất hùng hậu và phong độ rất ổn định nữa, có điểm tựa sân nhà nữa thì cũng không lý do gì mà trận đấu này Nhật Bản không tận dụng tốt cơ hội sân nhà của mình để có được chiến thắng trước tuyển Mỹ, để có thể là cải thiện một chút ít nhiều gì trên bảng xếp hạng FIFA. Chỉ cần tuyển Nhật Bản mà thắng tối thiểu thôi thì chúng ta đã thắng kèo rồi. Nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Nhật Bản đồng banh, mình nghĩ sẽ khá là an toàn cho các bạn. Mức tài xỉu trận này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì tuyển Mỹ mặc dù trận đấu này có thể là cửa dưới đôi chút, tuy nhiên thì họ cũng là bóng có thực lực và có hiệu suất ghi bàn rất tốt ở những lượt trận thi đấu vừa qua, và Nhật Bản thì cũng vậy. Với lại đây là trận đấu giao hữu mà thôi, cho nên là hai đội mình nghĩ sẽ đá rất thoải mái và sẽ cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Dự đoán trận đấu này sẽ có từ 3 bàn trở lên, có thể là kết thúc 9 phút sẽ có tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về cho Nhật Bản, hoặc là một kết quả cao hơn nữa. Nhưng mà tôi tưởng mình nữa hay là ưu tiên đá cửa tài trận này. Thật sự thì trận đấu này mình cũng kết cái cửa tài hơn là kết cửa Nhật Bản nữa. Trận đấu mà đá tài cũng khá là ngon, cho nên là bạn nào không tin tưởng của Nhật Bản thì bạn hãy là ưu tiên đi tài cũng được. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo là kèo đồng và tỷ số là 0,75. Vì đó hiệp 1 với lợi thế sân nhà thì Nhật Bản là những người sẽ có bàn thắng và siêu trước, hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một điều hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn cửa Nhật Bản đồng banh và đá tài 0,75 hiệp 1 nha. Ưu tiên đánh tài hiệp 1 trận đấu này cũng khá là sáng. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cửa Nhật Bản và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.